Ngày 10 tháng 6, nước Pháp và cả thế giới hân hoan đón chào giải bóng đá Âu Châu năm 2016. Trong bối cảnh nước Pháp vừa trải qua một trận lụt nặng nề, những cuộc đình công hàng tháng trời và cơn ác mộng khủng bố vừa để lại sau lưng, người dân Paris và du khách đón chào giải bóng đá Âu Châu năm nay ra sao? Xin kính mời quý vị theo dõi phần phóng sự sau đây. Stade de France, sân vận động lớn nhất của nước Pháp, nơi mà trong 31 ngày tới đây sẽ là tâm điểm của những người yêu bóng đá. Sáng ngày 10 tháng 6, trước khi mở màn giải bóng đá, sân vận động Stade de France đã sẵn sàng. Cảnh sát bảo vệ cũng như các cơ quan truyền thông với những chuẩn bị cuối cùng. Lác đác, một vài ủng hộ viên đã có mặt tại nơi đây. Sân vận động Stade de France rộng 17 hecta với sức chứa 80.000 khán giả sẽ là nơi diễn ra phần lớn các cuộc tranh tài gồm 51 trận đấu giữa 24 quốc gia. Nhưng trước giờ giải bóng đá khai mạc, địa điểm mời gọi nhất vẫn là Tháp Eiffel. Paris đã sống trở lại sau những ngày lo lắng. Du khách đã lại tấp nập trên đường phố như chưa hề có gì xảy ra. Đông nhất vẫn là các fan đến từ khắp nơi như và dĩ nhiên nhiều nhất vẫn là Romania. Vì tối 10 tháng 6 là trận mở màn giữa Rumani và nước chủ nhà Pháp. Sau cuộc khủng bố ngày 13 tháng 11 năm ngoái, Pháp đã có những biện pháp đặc biệt để giữ an toàn cho cúp bóng đá năm nay. Gần 100.000 nhân viên an ninh và 13.000 bảo vệ tư, thêm vào đó 2.500 lính cứu hỏa được huy động. Paris lại được thêm 3.000 cảnh sát đặc biệt, và trong Fan Zone, nơi có 90.000 khán giả, sẽ có 700 bảo vệ tư nhân và thiện nguyện viên. Để ngăn chặn đụng độ giữa các cổ động viên, 180 cảnh sát của 23 quốc gia cũng được điều động trợ lực. Với tất cả những biện pháp đó, một nhân viên bảo vệ tin tưởng. Dù sao, những cuộc khủng bố cũng là nguyên nhân làm kinh tế đình trệ, thu nhập kém. Một chủ nhà hàng ở Paris không hứng khởi với cúp bóng đá lần này. Không được thoải mái như thời xưa, mất vui rồi. Tuy nhiên, chị Vân, một cư dân Paris, vẫn không sợ hãi. Em không có gì sợ hãi hết á. Qua một tên gì á? Em đã ở đây 33 năm rồi. Với khủng bố hay là không có gì xảy ra, không có sợ hãi gì hết đó. Tối nay vẫn bắt đá banh bình thường. Bãi cỏ dưới chân tháp Eiffel với diện tích 130.000 mét vuông, gần bằng 30 sân vận động, sẽ biến thành Fan Zone, đón tiếp 90.000 khán giả theo dõi cúp bóng đá Âu Châu trên một màn hình khổng lồ 420 mét vuông. Lối vào tháp Eiffel được kiểm soát nghiêm ngặt với 40 camera và 400 bảo vệ tư nhân. Du khách đến từ khắp nơi, các fan bóng đá với đủ các sắc màu làm sống động lại Paris sau những ngày mưa bão vừa qua. Một du khách đến từ Việt Nam cho biết cảm tưởng lần đầu đến Paris vào mùa bóng đá. Hôm nay là ngày đầu của trận Euro Cup, bởi vậy mới đông người, cũng vui. Thấy cờ Pháp, rồi cờ Ý, cờ Anh, đủ thứ cờ, cũng vui thiệt, nhưng cũng lộn xộn. Thì cảnh sát đứng đây cũng bảo vệ cho mình, đâu có gì lo. Lần đầu tiên đến Paris thì thấy Paris đẹp, rồi mà đi Paris trúng vào cái dịp có Euro Cup thì thấy trong lòng mình nó cũng rộn ràng phấn khích. Với 552 cầu thủ của 24 quốc gia, bóng đá Âu Châu tượng trưng cho sự chung sống giữa các chủng tộc với nhiều màu sắc khác nhau. Trước giờ khai mạc, hai ủng hộ viên Pháp và Rumani đã cùng chúc may mắn cho nhau. Từ Paris, Tường An tương trình cho đài SBTN.